Chiều ngày 16 tháng 10, huyện ủy Hoành Bồ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2018. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Anh Tú, Bí thư huyện ủy Hoành Bồ, Triệu Đức Hương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Lê Xuân Hợp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24, các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt của huyện nghỉ hưu trên địa bàn, lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, bí thư các chi đảng bộ cơ sở. Diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng nhấn mạnh đến sự ra đời và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giữ gìn kỷ cương kỷ luật của Đảng. Phát huy truyền thống của ngành kiểm tra Đảng, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy luôn thực hiện nghiêm túc theo điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, tỉnh ủy và huyện ủy. Đồng thời, luôn thể hiện được tư tưởng chỉ đạo trong hoạt động công tác kiểm tra, giám sát, đó là chủ động chiến đấu, giáo dục hiệu quả với phương châm xử lý công minh, chính xác, kịp thời. Cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của ngành kiểm tra Đảng toàn quốc và tỉnh Quảng Ninh, ngành kiểm tra và công tác kiểm tra Đảng của huyện Hoành Bồ được hình thành phát triển cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện. Sau mỗi nhiệm kỳ đại hội, Ủy ban kiểm tra các cấp, đội ngũ cán bộ kiểm tra trong huyện đều được quan tâm kiện toàn củng cố, tăng cường về số lượng chất lượng, đủ sức thực hiện chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong mỗi thời kỳ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tú, Bí thư huyện ủy đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời mong muốn Ủy ban Kiểm tra huyện ủy cũng như các đồng chí làm công tác kiểm tra Đảng luôn sáng ngời phẩm chất cách mạng, vững vàng bản lĩnh, vượt qua mọi khó khăn thử thách để thực hiện nghiêm các quy định của điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng kỷ niệm chương cho hai cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp kiểm tra của Đảng. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoành Bồ tặng giấy khen cho 5 chi đảng bộ cơ sở, 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu 5 năm từ 2013 đến 2017 trong công tác kiểm tra giám sát thi hành điều lệ Đảng. Ban chấp hành Đảng bộ huyện tặng cơ quan kiểm tra thanh tra huyện bức chướng mang dòng chữ trung thành, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả.